Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể chia tay VFF. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đề đạt nguyện vọng dừng công việc tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, sau khi giải U23 châu Á 2024 kết thúc. Trên trang cá nhân, ông Hoàng Anh Tuấn đăng tải tấm ảnh đượm buồn cùng dòng trạng thái tạm biệt. Nhiều bạn bè và người hâm mộ đặt dấu hỏi về tương lai của nhà cầm quân sinh năm 1968. Theo tìm hiểu, ông Hoàng Anh Tuấn vừa đề đạt nguyện vọng chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Ông Tuấn đưa ra quyết định sau khi cùng U23 Việt Nam trở về từ vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam thi đấu ổn định, giành 2 chiến thắng ở vòng bảng và để thua đội Á quân U23 Uzbekistan trong lượt trận cuối cùng. Tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq, lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Iraq được giới chuyên môn đánh giá cao dù Văn Chuẩn và đồng đội để thất bại. Trong 2 năm qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ký hợp đồng với VFF và là huấn luyện viên thuộc quyền quản lý trực tiếp của liên đoàn. Chiến lược gia quê Khánh Hòa phụ trách dẫn dắt các đội trẻ như U20, U19 và U17 Việt Nam. Thực tế, trước khi nhận nhiệm vụ ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, ông Tuấn đang lên danh sách triệu tập, chuẩn bị giáo án tập luyện cho đội U17 Việt Nam. Hiện nay, VFF vẫn chưa đưa ra phương án cuối cùng về tương lai của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong ngày 3 tháng 5, VFF công bố bản hợp đồng 2 năm với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ The Aeon Buker Hyundai Motors kiêm nhiệm dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. VFF đưa ra quyết định chọn người kế nhiệm ông Chu Si ngay trong tháng 5 thay vì sử dụng huấn luyện viên tạm quyền ở hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Ban đầu, lãnh đạo VFF cân nhắc phương án dùng một huấn luyện viên nội tạm quyền. Dù vậy, ít có chuyên gia nội nào bày tỏ nguyện vọng dẫn dắt đội tuyển quốc gia do áp lực lớn từ người hâm mộ và truyền thông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.